Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tinkoder. Tiếp tục cái loạt bài về Android thì ở những bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn cách mà chúng ta sử dụng cái thằng Sticky Lead Header Lead View, và mình đã có một cái video hướng dẫn khi mà các bạn muốn expand hoặc collapse cái thằng Sticky Lead Header Lead View này. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cũng là với cái thằng Sticky Lead Header, tuy nhiên là chúng ta sẽ thực hiện trên cái thằng Recycle View. Đây, ở đây thì mình có một thằng Recycle View, mình hiển thị một danh sách các animal như thế này. Ok. Đó. Đây. Thì đầu tiên sẽ là tất cả những cái animal có bắt đầu bằng chữ A, sau đó đây là bắt đầu bằng chữ B, và đây chính là cái sticky list mà chúng ta thiết kế trên cái thằng recycle view. Ok. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể có một thằng sticky list trên thằng recycle view này, thì chúng ta hãy đến cái tutorial ngày hôm nay. Đây, đầu tiên là các bạn tạo cho mình một project trong Android, mình đã tạo rồi và mình đặt tên là sticky header recycle view. Ok, rồi chúng ta hãy tìm hiểu một chút những cái thư viện mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái tutorial này. Đầu tiên là chúng ta cần một thằng Recycle View của thằng Android. Và tiếp theo đây, đây chính là cái thư viện mình muốn giới thiệu cho các bạn có tên là Sticky Header Recycle View. Đây, các bạn kéo xuống dưới này. Đó, thì link của những cái này mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Ok, rồi chúng ta hãy cùng đi import thư viện. Đầu tiên là chúng ta cần một thằng Recycle View. Đây, các bạn để cho mình cấu trúc thư mục là Android, các bạn mở cho mình phần Gradle Script. File build Gradle của Module App sẽ là file mà chúng ta sẽ config thư viện. Đây, đầu tiên chúng ta cần một thằng Android Recycle View phiên bản 1.1.0. Tiếp theo là chúng ta cần, đây, các bạn kéo xuống phần download này, chúng ta sẽ sử dụng một thằng này với cái version là 0.4.3. Đây, mình sẽ copy cái dòng này. Phiên bản mà chúng ta sử dụng sẽ là 0.4.3. Thì các bạn replace cho mình cái thằng compile này bằng cái implementation. Rồi, các bạn ấn sync now để cho Tooncode nó load cái thư viện để chúng ta có thể sử dụng. Rồi, ok, vậy là Android Studio nó đã load cho chúng ta xong cái thư viện. Rồi, quay trở lại với cái tutorial. Thì đây các bạn, chúng ta cần phải thiết kế hai cái item. Một cái item thứ nhất là item header, và một cái item là cái item animal ở dưới này. Ok, rồi chúng ta hãy vào phần layout để chúng ta thiết kế item. Các bạn chọn new, đây chúng ta chọn layout XML file. Ở đây thì mình sẽ đặt là item header. Rồi, rồi trong thằng item header này chúng ta sẽ khai báo một thằng, đây chúng ta sẽ khai báo một thằng text view. Mình sẽ để cái width của nó là map parent, còn cái head ở đây thì mình sẽ để là wrap content như thế này. Ok, text thì đây mình sẽ set tạm một cái text để cho các bạn nhìn bên giao diện này nó như thế nào. Đó, rồi text size mình sẽ để là 28 SP. Rồi, background mình sẽ để là màu black như thế này, và text color mình sẽ để là màu trắng. Ok, rồi ở đây thì mình sẽ thực hiện padding một chút, mình sẽ padding 16 DP. Ok, đây là cái để chúng ta hiển thị cái thằng header. Rồi mình sẽ đặt tên ID cho thằng này, TextView header. Cái file thứ hai mà chúng ta cần phải thiết kế đó chính là một cái file để chúng ta hiển thị cái danh sách animal. Rồi mình sẽ copy từ thằng item header này. Đây, mình sẽ đặt tên là item animal. Ok, rồi trong thằng này thì mình sẽ đổi cái ID này, ở đây là TextView Animal. Rồi cái text size này mình sẽ cho nhỏ một chút, ví dụ như ở đây mình để là 18 SP. Đó, background thì mình sẽ để màu trắng như thế này, còn text color thì mình sẽ để màu black như thế này. Đây, các bạn nhìn thấy này, vậy là mình đã thiết kế rất là nhanh hai cái file item, một cái item header và một cái item để hiển thị cái animal. Ok, sau khi mà thiết kế file tìm xong thì chúng ta hãy vào phần code để chúng ta thiết kế cái thằng adapter. Đây, các bạn tạo cho mình một cái thằng Java class, chúng ta sẽ đặt tên là animal adapter. Rồi các bạn ấn ok. Trong thằng này thì đầu tiên là các bạn khai báo cho mình một thằng class, sorry các bạn, đây class này mình sẽ đặt tên là header view holder. Thằng này sẽ được extend từ một thằng recycle view chấm view holder. Rồi các bạn ấn on enter để chúng ta tạo cái grid, cái constructor tham số truyền vào đó là một cái thằng view.
Rồi, trong thằng này thì chúng ta sẽ khai báo một thằng take view. Mình sẽ đặt là take view header. Rồi, khai báo xong thì chúng ta sẽ thực hiện ánh xạ view thông qua file view by id bằng item view chấm file view by id r chấm id chấm. Ok, tương tự là các bạn khai báo cho mình một thằng class mình đặt tên là animal view holder. Rồi, thằng này cũng extend từ thằng recycle view chấm view holder tương tự. Ok, trong này thì chúng ta cũng khai báo một thằng take view, mình đặt là take view animal. Rồi, chúng ta thực hiện ánh xạ view bằng item view chấm file view by id r chấm id chấm. Rồi, vậy là chúng ta đã thiết kế xong hai cái thằng view holder. Sau khi mà chúng ta thực hiện khai báo xong hai cái thằng view holder thì chúng ta sẽ xử lý trên cái thằng animal adapter này. Đây, đầu tiên các bạn extend cho mình một thằng recycle view chấm adapter. Ở đây thì chúng ta sẽ truyền cái thằng animal view holder vào đây. Đó. Rồi, sau đó các bạn implement cho mình. Đây, chúng ta sẽ implement một thằng, các bạn gõ sticky. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái thằng sticky recycle header adapter. Đó. Rồi, và chúng ta sẽ truyền cái thằng header view holder vào đây. Header view holder. Đó. Sau khi mà chúng ta sử dụng hai thằng này thì các bạn ấn on enter để chúng ta implement lại những cái method của hai thằng mà chúng ta vừa sử dụng. Đây, chúng ta có 6 hàng. Hàng đầu tiên là on create view holder, on bin view holder, get header id, on create header view holder và on bin header view holder và get cow item. Ok. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo một cái mảng dữ liệu. Ở đây thì mình sẽ để cái kiểu list này, kiểu object truyền vào là string. Mình sẽ đặt tên là mlist animal. Ok. Sau đó các bạn viết cho mình một cái hàm. Đây, mình sẽ đặt tên là set data cho cái thằng adapter này. Tham số truyền vào ở đây là một cái thằng list kiểu dữ liệu là string. Đầu tiên thì mình sẽ gán cái thằng mlist animal này sẽ bằng cái thằng tham số truyền vào. Và một cái cực kỳ quan trọng đối với mỗi thằng adapter đó chính là hàm NotifyDataSetChain. Ok. Rồi, chúng ta hãy xử lý những cái hàm ở dưới này. Đầu tiên là hàm getItemCount thì các bạn check cho mình. Đây, nếu như mà cái list animal này mà nó khác null thì các bạn return cho mình cái mlistAnimal.size. Ok. Rồi, đến hai cái thằng viewholder này thì hai cái thằng này chúng ta sẽ xử lý cho cái thằng itemAnimal. Đây, đầu tiên thì các bạn khai báo cho mình một cái thằng view. Mình đặt tên là view bằng layout inflator.from. Đây, chúng ta sẽ truyền cái parent.getContact.inflator.layout. Đây, chúng ta sẽ truyền cái item animal mà chúng ta thiết kế đầu tiên vào đây. Tham số thứ hai là cái parent và tham số thứ ba là các bạn để for cho mình. Đó. Sau khi có thằng view này thì các bạn sẽ return ra một thằng animal view holder và chúng ta sẽ truyền cái thằng view vào đây. Ok. Rồi, đến hàm on bin view holder. Thì đầu tiên các bạn khai báo cho mình một cái string. Mình sẽ đặt tên là name animal bằng mlist animal.get và các bạn truyền cái thằng position vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ set cho cái thằng holder này chấm take view animal.set take name animal. Ok. Rồi, đến ba cái hàm ở dưới này là chúng ta sẽ xử lý cho thằng header. Thì mình cũng tương tự, mình cũng sẽ copy cái thằng này. Đây, on create header view holder thì chúng ta cũng khai báo một cái view và cái layout ở đây chúng ta sẽ truyền vào là item header. Đó. Chúng ta sẽ return ra một thằng header view holder. Chuyển thằng view ở đây. Ok. Rồi, xuống phần on bin header view holder thì các bạn khai báo cho mình một cái string mình đặt tên là name header bằng chúng ta sẽ lấy cái ký tự đầu tiên. Đây, các bạn truyền cái y vào đây và chúng ta sẽ substring 0 1. Đó, chúng ta sẽ lấy cái ký tự đầu tiên của mỗi cái animal chúng ta làm cái name của cái thằng header. Rồi. Đây. chấm take view header chấm set text và chúng ta sẽ chuyển cái name header vào đây. Ok.
Rồi, còn cái hàm get header id này thì nó sẽ trả về một cái thằng non, thì các bạn sẽ return cho mình cái mlist animal chấm get, đây chúng ta sẽ chuyển cái position vào đây rồi chấm, đây chúng ta sẽ lấy cái ký tự của cái ký tự đầu tiên đó là cha ớt không như này để chúng ta làm cái id cho thằng header. Ok, rồi vậy là chúng ta đã xử lý xong tất cả những cái logic cũng như là những cái hàm ở trong cái thằng animal adapter. Bây giờ chúng ta hãy vào thằng main activity để chúng ta thiết kế cái recycle view hiển thị dữ liệu. Đây, đầu tiên là các bạn vào cho mình phần activity main.xml. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một thằng linear. Mình sẽ xóa cái này đi. Ở đây thì mình sẽ khai báo một thằng recycle view. Width mình sẽ để là mass parent, head mình sẽ để là wrap content. Rồi. Cái này mình sẽ đặt tên recycle view animal. Ok. Rồi, sau khi mà có thằng này rồi thì chúng ta vào cái thằng main activity này để chúng ta khai báo. Đây, các bạn khai báo cho mình một thằng recycle view. Mình đặt tên là recycle view animal bằng file view by id r.id. Đó. Ok. Rồi. Tiếp theo là các bạn khai báo cho mình một thằng animal adapter là cái mà chúng ta vừa thiết kế đây bằng new animal adapter. Rồi. Tiếp theo là các bạn cần xác định cho mình cái nail manager mà chúng ta sử dụng. Thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một thằng linear nail manager bằng new linear nail manager và chúng ta sẽ truyền cái thằng zip vào đây. Đó. Sau khi có thằng rồi thì chúng ta sẽ set cho cái thằng recycle view này. Set nail manager và chúng ta sẽ truyền cái thằng linear nail manager vào đây. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ set data cho thằng adapter này. Chấm set data. Ở đây thì mình sẽ viết một cái hàm mình đặt tên là get need animal như này. Đó. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ set cái adapter cho thằng recycle view này. Chấm set adapter. Chúng ta sẽ truyền cái thằng animal adapter vào đây. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ viết một cái hàm mình đặt tên là, đây mình sẽ để kiểu dữ liệu là string get list animal. Đó, nó đã hết báo lỗi rồi. Rồi, thì quay trở lại với cái trang GitHub của cái thư viện này thì các bạn lên trên trang GitHub này chúng ta kéo xuống cái phần U này thì các bạn để ý cho mình này. Ở đây có một cái rất quan trọng mà các bạn cần phải add không thể thiếu được, đó chính là cái thằng sticky recycle header decoration. Đây. Đây các bạn copy cho mình cái dòng này. Đây. Đó. Recycle view thì chúng ta sẽ thay thế cái recycle view của chúng ta này. Đây các bạn import cái thằng sticky recycle header decoration và chúng ta truyền cái thằng adapter vào đây. Animal adapter. Đó, đây là một cái cực kỳ quan trọng để chúng ta có được một thằng sticky, thì các bạn để ý cho mình cái config cái item decoration này. Ok. Rồi, đến cái hàm cuối cùng là cái hàm get list animal thì ở đây thì mình sẽ set dữ liệu từ một cái file .xml. Thì các bạn mở cho mình phần value. Đây, các bạn kích chuột phải vào này, chúng ta sẽ chọn một cái value resource file và các bạn sẽ đặt tên cho mình là array. Và các bạn ấn ok. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ khai báo tất cả những cái list animal mà chúng ta set dữ liệu. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái animal rồi. Đây, chúng ta sẽ sử dụng, đây mình sẽ copy cái này. Đây, chúng ta sẽ sử dụng một cái string array và mình đặt tên là animal. Ở đây thì với mỗi thằng animal thì chúng ta sẽ khai báo một cái thằng item như thế này. Đó. Và nó sẽ sắp xếp là từ A, B, C, tức là theo bảng chữ cái lần lượt từ trên xuống dưới như thế này. Đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể fix cái list data theo ý muốn của các bạn. Thì ở đây thì mình fix trước rồi, nó là một cái dữ liệu như thế này. Ok. Rồi, quay trở lại hàm này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ return ra một thằng array. Đây, chấm add list này. Ở đây chúng ta sẽ get resource chấm get string array r chấm array chấm animal. Ok. Đây chính là cái need animal mà chúng ta chuẩn bị. Đó, rất đơn giản thôi. Rồi, chúng ta thử xem cái tutorial này. Đây, các bạn để ý cho mình này, tất cả những cái thằng header này thì nó sẽ có một cái màu random như thế này. Đó,
Và các bạn nhìn thấy không? Các bạn có thể nhìn xuyên xuống dưới như này, tức là chúng ta sẽ set alpha cho cái thằng header này. Ok. Thì cái này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái random color. Đây. Ở đây thì mình chuẩn bị rồi, mình sẽ copy luôn cho nó nhanh. Đây mình sẽ copy cái dòng này. Các bạn vào cho mình phần animal adapter này. Đây chúng ta paste cái hàm get random color, chúng ta sẽ sử dụng một thằng scale random. Đây. Và các bạn import cho mình cái này. Chúng ta sẽ để alpha ở đây là 150. New float cái thằng scale random này chấm leg in. Bao thì các bạn để cho mình là 35911 như thế này. Đây là một hàm get random color. Rồi, mình sẽ set color cho cái thằng đây, text view header này. Chấm text view header chấm set background color get random color. Rồi. Vậy là chúng ta đã code xong tất cả những cái xử lý. Bây giờ chúng ta hãy thử build cái tutorial lên xem cái kết quả chúng ta thu được sẽ là gì. Ok. Đây, nó đã build xong, nó đang install APK. Để các bạn đợi một chút. Ok. Ồ. Đây, chúng ta đã có một thằng recycle view rồi, nhưng mà cái thằng header này nó không lên màu. Thì lý do tại sao? Đây, các bạn vào phần activity main này. Đây, các bạn để ý cho mình cái thằng recycle view chúng ta sử dụng này, thì các bạn để cho mình cái hết ở đây đó là map parent. Đó, như thế này. Rồi chúng ta thử chạy lại lên. Rồi, đây. Chúng ta đã có một thằng recycle view sticky header như thế này. Đó, thằng A này. Ok. Đây, các bạn có thể scroll như thế này. Đó, đến thằng B thì nó sẽ sticky như thế này. Ok. Rồi. Và ở dưới này thì chúng ta để alpha, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể nhìn xuống bên dưới như thế này. Và cái màu của tất cả những cái header thì chúng ta sẽ để random như thế này, rất là đẹp. Ok. Đó, các bạn để ý cho mình nhá. Cái thằng recycle view này thì chúng ta sẽ để cái hết của nó là map parent. Nếu không thì cái thằng thư viện này nó sẽ bị lỗi cái màu của cái thằng item đầu tiên. Đó, ok. Rồi, vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn cách mà chúng ta thiết kế một thằng sticky list header với thằng recycle view. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp tất cả các bạn trong những cái video lần sau. Xin chào tất cả mọi người.